Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương ghi nhận rất nhiều các chị gái về đây tìm chồng. Nhưng mà đây hôm nay thì đặc biệt buổi sáng sớm thì hôm nay có một số anh chị về đây để nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương để đăng tin tìm vợ. Câu chuyện này phải nói là rất thương tâm, rất đau lòng. Hy vọng là các cô chú anh chị và các bạn là mọi người xem hết video này. Rồi xin chào em trai nhé. Dạ chào anh. Em có thể em giới thiệu em họ tên là gì em? Em Nguyễn Văn Sóc. Nguyễn Văn Sóc. Dạ. Chim sóc đúng không? Con sóc đúng không? Sóc trắng đấy, dạ. Em năm nay nhiêu tuổi đây Sóc? Em 37. Tuổi mèo ha. Tuổi mèo. Em quê ở đâu em? Em Bạc Liêu. Xa vậy. Dạ. Em vợ em đã cưới lâu chưa? Được mười mấy năm rồi. Được mấy người con rồi em? Dạ em hai người con. Con của em trai hay gái? Hai đứa gái. Hai gái luôn hả? Dạ. Cho anh hỏi là em có đăng ký kết hôn với vợ không? Dạ có. Có. Trước đây mình có yêu lâu không? Người ta làm mai. Ồ, làm mai hả? Vợ em có cùng quê em? Dạ cùng quê sát nhà. Sát nhà luôn hả? Dạ. Sát nhà cho mình yêu trước để làm mai chi mất công. Hồi đó đi cưới vợ cái làm mai luôn à. À vậy hả? Rồi cho anh hỏi này, hôm nay á. Cảm ơn. Em từ ở quê đúng không? Về Bình Dương để nhờ các anh em đội hiệp sĩ của Bình Dương để đăng ghi hình đúng không? Dạ. Để tìm vợ phải không em? Dạ. Em cho anh hỏi là vợ em họ tên là gì? Dương Ngọc 1988. Vợ họ Dương, họ Dương đúng không? Dương. Tên Ngọc. Dạ. Dương Ngọc. Dương Ngọc. 1988, tuổi Thìn ha. Phải không? Dạ. Tuổi Thìn. Rồi, vợ em hôm nay ấy, đi lâu chưa mà hôm nay em về đây nhờ các anh em đội hiệp sĩ của Bình Dương ghi hình. Hôm nay nó 11 ngày rồi. Đi hôm nay 11 ngày. Dạ. Sao vợ em lại đi vậy em? Em không biết nữa, tự nhiên sáng nói là em là đi lấy xe chạy đi mua đồ rồi chạy gỡ đi tới giờ liên lạc không được. Nhờ mấy anh em kiếm vợ em về giùm. Em ơi em có thấy anh đi về với anh em ơi. Cha con anh nhớ em lắm, anh bệnh anh sống đâu được bao lâu đâu. Em quay về với anh đi. Căn bệnh của anh đâu sống được bao lâu, em bỏ con cho anh sao đi không rồi. Em quay về với anh đi em ơi. Về nuôi con. Đừng bỏ anh đi, anh sống được bao lâu nữa đâu. Về với anh em ơi. Anh nhớ em nhiều lắm, đi kiếm ông gái em gặp em ơi. Về với anh em ơi. Anh đâu sống được bao lâu nữa đâu, em bỏ anh em đi. Có chuyện gì em bắt máy nói chuyện với anh đi, em đừng có đặt máy em ơi. Quay về với anh đi. Hai đứa con mình cũng đưa cho mấy cụ rồi, em bỏ em đi. Sao anh nuôi nổi, anh mang bệnh mang hoàng. Em quay về anh em ơi. Em đi mang ở đâu cho anh đi theo, giờ em mở máy lên đi. Anh nhớ em nhiều lắm em ơi. Em có đi mang em mở máy lên nói chuyện với anh đi. Anh đang đi tìm em ơi. Quay về anh em ơi. Đừng bỏ cha con anh em ơi. Anh sống không được bao lâu nữa đâu em ơi. Anh bệnh hoạn đi kiếm em vất vả lắm em ơi. Quay về anh đi. Em không về thì chỉ chỗ cho anh lên với em nha. Đừng bỏ cha con anh. Con bệnh còn khờ lắm. Quay về với anh em ơi. Mấy anh mang giúp kiếm vợ em về giùm em ơi. Về với anh em ơi. Rồi Sóc cho anh hỏi thế này em nhé. Bình tĩnh em ha. Em có thể nói rõ hơn là hôm bữa là vợ em là trước khi đi là báo cho em cũng như gia đình đúng không? Là vợ em đi làm leo đúng không? Làm móng đúng không? Dạ báo với em không ạ. Vợ em làm sao? Dạ em nói em chạy xe ra ngoài này em làm móng giò chút em về rồi chạy đi ra ngoài gỡ xe ngoài nhà bà chế ngoài biết đi đâu tới giờ liên lạc không được không ai kiếm gặp chứ. Vợ em đi hôm đó là trưa hay là sáng hay tối? Dạ 10 giờ mấy trưa. 10 mấy trưa, lúc mấy con em có nhà không? Dạ đứa lớn đi học đứa nhỏ ngủ với em. Rồi ô. Rồi vậy vợ đi nào hôm đó đi bằng xe gì em? Đi xe số. Xe biển số mấy? 94 Bạc Liêu. Số mấy nữa? 20363 mà gỡ ở nhà chứ không có chạy đi con khúc à. Chạy khúc rồi. Cho anh hỏi này nè, bây giờ anh hỏi lại em thế này, nó phải có lý do đúng không? Dạ. Trước đây là vợ chồng em làm công việc gì? Trước
Trước thì vợ chồng em ở dưới quê làm ruộng rồi đi làm công ty. Ừ. Thu nhập tốt không em? Cũng ít hả anh ơi? Ít lắm à. Mình có nhà chưa? Ở chung với ông bà già. Ông bà già em đúng không? Dạ. Ba mẹ em đúng không? Ba mẹ. Hiện nay trong nhà ngoài ba mẹ em còn ai ở nữa không? Không, có hai chồng, hai đứa con, cha mẹ già. Ừ. Cha mẹ già bảy mấy tuổi rồi. Bảy mấy luôn hả? Dạ. Rồi cho anh hỏi là cái căn bệnh, bệnh tình của em cụ thể làm sao? Mà anh thấy tay chân em dứt rung đùng đùng này. Em bị khối u não, giãn não thắt, đang đặt ống điều trị, không có sống được bao lâu. Em bị lâu chưa? Em bị 4 tháng mấy rồi. Mình phát hiện hay mình thấy sao, đi khám hay sao? Em nhức đầu, em chịu không nổi, em đi ra Bạc Liêu, em chụp hình, bác sĩ nói em bị khối u, người ta chuyển lên Cần Thơ chạy, chuyển Chợ Rẫy, nằm viện. Phẫu thuật gắn ống vô, người ta cho gì à. Trong hiện nay bác sĩ người ta điều trị, người ta nói làm sao rồi? Còn 6 tháng nữa em đi tái khám, cứ bữa hôm là 1 tháng đi lần, giờ lên 6 tháng đi nữa. Một lần điều trị thì tốn kém không? Dạ tốn, bây giờ gia đình em cũng nghèo khổ lắm, dưới quê cũng biết, giờ cũng hết tiền, hết bạc hết rồi. Tốn nhiều không em? 100 triệu, bữa nay em bệnh em không có mua, em không có bảo hiểm. Mất hơn 100 triệu một lần. Cái lúc nằm viện còn đi tái khám thì ít hả anh? Bây giờ là em hàng ngày có uống thuốc không? Dạ có, uống thuốc nam, uống thuốc thuốc tây, uống 2-3 thứ, một ngày uống 4-5 lần. Bác sĩ điều trị cho em mà nói hiệu quả là có tốt hơn không, tiến triển không? Bác sĩ nói bệnh của em đỡ kìa, như 6 tháng nữa đi tái khám xạ trị lại nữa. Bây giờ em cũng hết khả năng rồi. Nhưng liệu có sức khỏe của em hiện nay có ổn không em? Anh thấy tay chân dùng người rung đùng đùng vậy. Em nhớ vợ em rung, bệnh em mệt lắm. Mệt lắm ha. Dạ. Rồi dáng ngồi đây ghi hình xíu nữa để lên ghi nghỉ ha. Dạ. Em đi bằng phương tiện gì về đây? Đi xe khách lên nhà chị ở Đồng Nai, em chạy xe qua đây. Ồ, em chạy xe được luôn hả? Ráng chạy, mấy chị đi làm hết rồi. Không nhờ được ai đúng, ráng chạy đúng không? Dạ. Em nhớ vợ nhiều không? Dạ nhiều, em về với anh em ơi, đừng có bỏ cha con anh sống được bao lâu ở đâu. Mày về với anh đi. Về với anh em ơi. Trước đây em uốn vợ khi nào không? Dạ không, bên vợ còn kêu em đi kiếm, giới thiệu mấy anh cho em đi nữa mà. À bên gia vợ, gia đình vợ nói vậy hả? Dạ, mẹ vợ giới thiệu, mẹ vợ chỉ em là lên đây kiếm mấy anh. Thế bây giờ gia đình vợ là có biết cái chuyện là vợ em bỏ đi không? Dạ biết. Anh nhìn cái tấm hình này thì thực sự vợ em nhìn khuôn mặt rất đẹp gái. Không biết là bên ngoài có đẹp như vậy không? Dạ cũng đẹp. Ngoài đẹp. Ôi trời ơi. Hai người con của em là hiện nay có biết mẹ đi đâu không? Không, đi tắt nguồn, không biết đi đâu hết tắt trơn. Tắt nguồn. Vợ em dạ. Đi có đem theo điện thoại đi không em? Dạ có. Điện thoại gì? Điện thoại em quên cái tựa rồi. Samsung hay iPhone hay cái gì? Cái máy gì? Apple. Cái máy Apple. Trước đây là vợ em ở nhà, thời điểm mà em đang bệnh là vợ em đi làm hay ở nhà? Dạ ở nhà với em luôn. Ở nhà với em. Em thấy cái tình cảm vợ dành cho em có nhiều không? Lúc trước cũng nhiều lắm, lúc này ít. Lâu lâu ít chưa? Lâu dạ. Chưa? Mới đây tháng ngoài. Mới tháng ngoài là ít rồi. Dạ. Em có biết tại sao mà tự nhiên vợ lại ít tình cảm với mình không? Dạ không. Vợ em mà thường xuyên có xài điện thoại không em? Dạ có. Vợ em xài điện thoại là vợ em liên hệ trò chuyện bằng cách nào? Trò chuyện với mọi người á? Điện qua Zalo, số rồi gì cho người nhà. Em có biết em biết là trong thời gian qua là có ai liên hệ, người lạ liên hệ với vợ em không? Dạ không. Em không biết hay là em không biết, em bệnh em nằm không à. Ồ bệnh nằm luôn hả? Dạ. Tối em ngủ chung hay ngủ riêng? Dạ ngủ chung. Bà thương em lắm, bà ôm em hung lắm mà sao bỏ đi em không biết nữa. Thương lắm, ôm hôn mà ngủ bỏ đi luôn. Mấy bữa bà chưa đi bà vô mồm bà ôm em hung lắm. Vuốt vuốt đầu hoài à. Ôm yêu lắm à. Mà không ngờ bỏ đi. Em có nghĩ rằng là trong vòng hơn 4 tháng qua em bị bệnh đúng không? Dạ. Là vợ em thấy có thể là tinh thần em suy sụp, dạ. Sức khỏe em yếu. Dạ. Đúng không? Dạ. Mà em có thể, anh nói ví dụ là có thể là vợ em đang suy nghĩ như vậy, dạ. Là em có thể là không sống được lâu. Mà vì lý do như vậy nên là vợ em thiếu thốn tình cảm, dạ. Và vợ em không hy vọng là em sẽ sống với vợ em nhiều, dạ. Và vợ em có thể là bị người ta dụ dỗ, dạ. Quen biết và yêu đương mà có thể là vợ em lừa, người ta lừa vợ em đi, dạ. Em có nghĩ điều đó không? Em không biết. Nhưng mà em đã nghĩ điều đó chưa? Dạ nghĩ điều đó. Điều đó có thể sẽ xảy ra.
trước đây là vợ em đã từng bỏ nhà đi bao giờ chưa? Dạ chưa, hồi đó giờ chưa. Chưa, mình có gây lộn nhau bao giờ không em? Có khi cũng có cự cãi nhưng mà không có đánh đập nhau. Ừ, lớn tiếng không? Dạ lớn tiếng rồi chứ không có đánh đập nhau. Ừ, xong rồi thôi luôn đúng không? Dạ. Xong rồi có xin lỗi vợ, xin lỗi chồng không? Có. Xong chuyện là thôi luôn đúng không? Dạ, không, chứ không giận nhau nữa. Không có giận. Ừ. Đến giờ phút này, đến giờ phút này vợ em đi 11 ngày qua rồi đúng không? Dạ. Vợ em đi hoàn toàn là không liên hệ với gia đình. Không liên hệ với ai được hết á. Ừ. Các con của em hiện nay thì đang nói gì và đang nghĩ gì về mẹ mình? Tối ngày nhỏ nhỏ thì nó kéo mẹ, nó ngủ một đêm kéo mẹ. Còn nhỏ lớn thì nó hỏi mẹ đi đâu. Ừ. Em nhỏ đâu lớn, có biết đường trả lời đâu. Nhỏ lớn nhiêu tuổi này em? Dạ, 14. 14 là biết rồi. Con nhỏ nhỏ nó bị bệnh. Ừ. Nhỏ bệnh sao em? Hơi khờ khờ. Nhỏ lớn thì thông minh không? Dạ, thông minh lắm. Còn đứa nhỏ này khờ ha? Dạ. Khờ là vì tuổi tác nó hay khờ hay là nó khờ hơn mấy cháu mấy đứa khác em? Nó khờ hơn mấy đứa khác, nó chậm phát triển. Chậm ha? Dạ. Rồi, nay mai sẽ ổn thôi, không sao đâu. Dạ. Dạ. Nhưng bé vẫn học được đúng không? Dạ không luôn, không học luôn. Ồ, bé nhỏ không học hả? Không học. Ừ, vậy là có thể em nay mai phải đưa đi điều trị. Dạ. Để kiểm tra em sao? Có em không có tiền điều trị. Không có tiền luôn hả? Dạ. Trời ơi, nhà nghèo khổ vậy. Vậy anh em ơi, vậy lo cho con với anh đi em ơi. Đừng bỏ anh đi em ơi. Em đi từ quê về đây để tìm vợ này, em có mệt lắm không? Dạ mệt. Mệt lắm hả? Sáng phải vừa uống thuốc đi vừa suy nghĩ, mệt mỏi lắm. Vừa đi vừa suy nghĩ ha. Bản thân một người bệnh này nếu mà tư tưởng bất an này thực sự là rất mệt mỏi. Mệt mỏi lắm. Em quá kiệt sức, em mệt mỏi dữ lắm kiệt rồi. Sức giờ về vậy em. Nhưng mà hãy cố gắng bình tĩnh. Nếu không thì vợ chưa về thì mình đã ngã gục rồi. Thì con em không ai nuôi cả. Nhá. Yeah. Thì cha mẹ già rồi khó có thể lưng tựa được. Đúng không? Yeah. Nếu em mà bây giờ em đổ đây nữa đó, thì các con em là người khổ đầu tiên. Và đến xong kế tiếp là đến ba mẹ em. Nhá. Yeah. Bình tĩnh em. Con người ta số phận rồi. Nhá. Không có nhiều khi không có tránh được. Nha, sống lạc quan em nhé. Nghe không? Dạ. Yeah. Ừ. Anh nghĩ rằng cái điều tự dưng mà vợ bỏ đi như thế này là một điều rất vô lý. Có thể trước đây vợ em thực sự rất thương em. Yeah. Nhưng bây giờ vợ em gặp một người khác say yeah. lắng và người ta sẽ dụ dỗ. Mà bản thân vợ em là anh nhìn cũng rất ưa nhìn và rất xinh gái. Sinh năm 1988, năm nay 34-35 tuổi rồi. 35. Ừ. Nhưng mà thực sự là vợ em nhìn rất trẻ, đúng không? Dạ. Có thể là sẽ bị nhiều người khác dụ. Biết em, được cái sức khỏe của em yếu. Em nằm giống nha, em ở nhà mà bà đi kiếm thuốc, kiếm men đồ cho em, đi với cháu. Ừ. Tội quá. Thương quá trời. Khó hiểu lắm. Chị em phụ nữ không biết tại sao mà cứ bỏ nhà, bỏ chồng, bỏ con đi thế này. Về với anh em ơi, đừng có đi theo người ta em ơi. Hôm nay em lên đây nhờ các anh em đội hiệp sĩ của Thẩm Dương, em có kỳ vọng là sẽ biết được thông tin hoặc sẽ tìm được vợ em không? Dạ em không biết nữa, em bệnh, em suy nghĩ lung tung beng, em mệt mỏi lắm ơi. Bệnh suy nghĩ lung tung beng luôn. Sợ chết bây giờ tới này nữa. Sợ chết nữa. Vô bụng đêm ngủ chút xíu à, chút giật mình, chút bệnh hoài à. Sợ bệnh rồi, bệnh đau yếu à. Dạ, sợ rồi bây giờ tới ba bỏ đi nữa. Về với anh em ơi. Không biết làm sao mà chị em phụ nữ bây giờ có gì nói chuyện với nhau một tiếng đúng không? Nếu bây giờ mà vợ em mà thực sự đi có bồ mà có người yêu khác ấy, thì em thấy làm sao, có buồn không? Dạ buồn. Buồn. Đành lòng chấp nhận em nhé. Nếu thực sự là câu chuyện đó có thể xảy ra em nhé. Thương em thiệt. Em trước là chưa uốn vợ thế nào đúng không? Dạ chưa. Ừ. Bên vợ cũng biết hết hả? Nhà vợ gần nhà em không? Dạ gần. Cách sao? Nhau có 40 số hả? Sao hôm nay em không kêu vợ lên đây à, gia đình vợ đi cùng với em? Bên bà vợ già, bên vợ đi làm trơn rồi. Không ai ở gần đó trơn á, mình nó đi làm hết rồi. Các con của em hiện nay thì đang đi học đúng không? Dạ em bắt lên đây bỏ bên Đồng Nai bên á. Ồ, em chở đi cùng luôn hả? Dạ chở đi hết hai đứa, ba hai đứa luôn, ba cho con đi kiếm mẹ. Sao cho về đây luôn? Sáng đi sợ mệt, đi chở nhiều quá sợ mệt, xe cộ chạy không nổi. Ừ.
có gì tội nghiệp cho mấy con bỏ nhà đi anh, có gì mình chết anh mình cũng được. Trời ơi. Ở đây xe đông lắm, chở con đều lùm đùm xỉu dọc đường. Mấy chế đi làm mà không có kêu, kêu sẽ nghỉ, mất tiền tội nghiệp. Tội nghiệp chạy đi. Một người đàn ông mà biết lo cho vợ con, biết lo cho người khác, nhưng riêng bản thân mình nhìn rất đáng tiếc là không ai lo cho vợ. Thì hiện nay thì theo anh nghĩ thì cái con đường mà vợ đi theo bồ ấy, thì nhiều lắm em. Anh nói thật chân tình với em như vậy nha. Các anh em này sẽ cố gắng hết sức để đăng tải video nhanh nhất có thể, hy vọng là sớm biết được thông tin chính thức vợ em đang ở đâu. Yeah. Nếu vợ em nói là hết tình cảm với em rồi, mình cũng phải đành chấp nhận. Yeah. Em ạ, duyên phận mà, nha. Mình có chấp nhận được không em? Đau thương thì đau thương đó nhá. Nhưng mà rất lấy làm tiếc, mình bảo em đi thì không báo về cho gia đình, không gọi về cho chồng, cho con, cho ba, cho mẹ, đúng không? Yeah. Em đã đi tìm vợ em ở những đâu rồi? Tìm Bạc Liêu, hết Bạc Liêu không ạ? À? Tìm bên vợ hết rồi. Vợ em thậm chí hôm nay không ở quê đâu. Yeah. Bà đi, bà có đem bộ hồ sơ theo nữa. Hồ sơ xin việc làm mới làm bà. Tính đi ra, tính ra và gần gần đó có cái công ty mà nó rẻ quá, tính ra nó làm đại. Không có đâu em nha. Khi vợ em đã có một sự chuẩn bị, một tâm lý rất vững như vậy, mà đã chuẩn bị để đầy đủ thủ tục giấy tờ, có thể là xin làm một cái chỗ khác, có thể là vợ em sẽ đi rất xa. Anh đang phỏng đoán như vậy em nhé. Có thể là vợ em đi theo đàn ông khác rồi, không có lý do nào vợ em lại bỏ chồng bỏ con đi như vậy, mà chồng con đang rất yêu thương. Đặc biệt là em hiện nay đang cần, rất cần cái tình thương của vợ. Dạ, của đúng người, rồi. Người bên cạnh động viên an ủi những lúc khó khăn nhất của cuộc đời nhá. Những cái giây phút sinh tử này thực sự rất cần những người phụ nữ, hoặc những người cần những người yêu, người thương mình chăm sóc, lo lắng cho những hơi thở cuối cùng. Dạ. Đúng không? Em có nghĩ điều đó không? Dạ có. Em phải đừng thấy vợ con người ta chăm sóc em tối lắm. Có nhiều chị em phụ nữ, anh đã từng chứng kiến nhiều chị em phụ nữ mà chăm sóc cho chồng mình những đến hơi thở cuối cùng, biết rằng chồng mình không có thể sống lâu được. Nhưng rất lấy làm tiếc một số chị em phụ nữ khác, khi phát hiện chồng đổ bệnh hoặc không đủ sức khỏe nữa là bắt đầu lên đường bỏ đi ngay lập tức, bỏ, sẵn sàng bỏ chồng bỏ con đó, cao chạy xe bay. Hy vọng là em gái nếu xem được video đồ hiệp sĩ có thể bị chương, em gái hãy suy nghĩ lại, hãy thương chồng mình, bởi vì nếu thực sự đó là số phận mà chồng em không có thể sống lâu được thì mình cũng giữ trọn chữ tình chữ hiếu, bởi sau này không ai trách em được. Còn em bỏ đi mà chồng đang lúc đang rất cần, lúc ốm đau hoạn nạn mới cần nhau, lúc khỏe thì đâu ai cần nhau đâu, nhưng bây giờ lúc ốm đau, lúc ốm yếu thì mới cần đến vợ chăm sóc. Mà em lỡ lòng nào nếu thực sự em bỏ đi theo người đàn ông khác thì thực sự là câu chuyện rất đáng tiếc. Hy vọng là em gái thực sự suy nghĩ thấu đáo quay trở về. Thì em sinh năm 1988, năm nay cũng hơn 30 rồi chứ không phải mười mấy 20 nữa. Hãy suy nghĩ cho thật tỉnh táo, nếu thực sự em có tình thương với người khác thì cũng sống với chồng trọn vẹn những ngày tháng cuối cùng. Em trai, em còn điều nào em muốn nhờ các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội để mọi người chia sẻ hoặc biết được thông tin chính thức vợ em ở đâu, báo tin cho anh em đội hiệp sĩ quân thành Bình Dương. Rồi mời em. Mà nhờ cộng đồng mạng và anh em trên YouTube, lại nhìn thấy vợ em chỉ dặn giùm cho em. Em nhức đầu quá, không biết nói gì nhức đầu mà. Thôi à. Rồi, anh cũng không dám hỏi em nhiều ha. Yeah. Em đăng video này là em đã suy nghĩ kỹ chưa? Yeah, kỹ. Đăng này lên tất cả các trang mạng sau, em có đồng ý không? Dạ. Yeah. Các anh em đội hiệp sĩ Quân Hàm Bình Dương ghi hình và đăng lên trên trang mạng nhé. Yeah. Để mục đích chính là tìm vợ cho em. Yeah. Mà đăng là không có gỡ đâu, sau này vợ về là không có gỡ đâu. Yeah. Suy nghĩ cho thật kỹ nha. Đồng ý không? Có hay không? Suy nghĩ chán đi nha. Yeah. Bây giờ làm sao, suy nghĩ chưa? Đăng kiếm vợ em. Đăng kiếm vợ đúng không? Yeah. Rồi các anh sẽ cố gắng hết sức để đăng kiếm vợ cho em nhé. Yeah. Dạ, kính chào cô chú, anh chị, các bạn. Ở trong thời gian vừa qua phải nói rất nhiều các câu chuyện và nó vô cùng rất đau lòng, rất thương. Đặc biệt là câu chuyện em trai này, khóc từ chiều từ sáng đến giờ. Rất mong là các cô chú, anh chị, mọi người hãy cố gắng hết sức để lan tỏa video này nhiều hơn, chia sẻ mạnh mẽ hơn để giúp đội hiệp sĩ Quân Thành Bình Dương trong thời gian tới sớm nhất sẽ tìm được thông tin chính thức em gái đang ở đâu, để có thể là hỗ trợ cho em gái quay trở về cùng với gia đình, cùng với chồng, với con. Hiện nay thì em trai đang những sống giây phút cuối cùng, mọi sinh tử
đang thiếu tình thương của gia đình, của nhất đặc biệt một người vợ rất thân yêu của mình, sống rất nhiều năm qua. Một cái câu chuyện thực sự là rất đau lòng, em trai không may đã đổ bệnh. Một thanh niên rất đẹp trai, trẻ, khỏe, hiền hậu mà không may phát bệnh nha. Đến giờ phút này là vợ đã cao chạy xa bay rồi, chưa biết là vợ bị người ta lừa dụ dỗ đi hay vợ bỏ đi theo người đàn ông khác. Hy vọng là em gái này đang bị người ta dụ, nếu thực sự người ta dụ thì xem đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương thì sẽ liên hệ cho các anh em đây, các anh em tìm cách giúp theo số điện thoại 0913 785858. Các anh em giúp miễn phí hoàn toàn, tư vấn cho em từ mọi mặt, em hãy quay trở về ngay lập tức. Cuối video này cho phép công trần xin thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe toàn thể các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội đã luôn luôn quan tâm theo dõi đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương trong suốt thời gian vừa qua. Hy vọng trong thời gian tới thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương tiếp tục nhận được những lời giúp đỡ, ủng hộ, đồng hành của các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội để đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương một ngày một hoàn thiện hơn, giúp đời giúp người. Xin thân ái và chào, hẹn gặp lại các cô chú anh chị và bạn.